lúc này bên trong huyết ngục huyết ngục quả nhiên là một nơi tốt đôi khang mấy ngày đến nay thế của ta đã phát triển đến đại thành cảnh giới rồi tiếc là không thể tìm được đặc sản vực thạch trong huyết ngục vận khí đúng là không tốt đậu xanh đừng lại gặp phải phiền phức gì nhé là cô thảm hại quá đấy thụ thương rồi sao đừng nói lời vô ích nữa ta đang bị người truy đuổi đây giúp ta một chút dựa vào cái gì việc này không liên quan đến ta không cần biết ngươi có tin hay không, ta và Khinh La muội muội quan hệ không tồi. Giúp ta giết một người trong số chúng, còn lại ta tự mình giải quyết. Coi như ta nợ ngươi một nợ ân tình. Ân tình thì thôi đi, có lợi ích gì thực chất hơn không? Ngươi muốn có được lợi ích gì? Khinh La muội muội sao lại coi trọng loại khốn nạn thế này chứ? Không phải ta muốn cái gì mà là cô có cái gì. Ta phát hiện vực thạch nhưng không kịp lấy, ta có thể dẫn ngươi đi. Vực thạch, thành giao bọn chúng đến rồi. Sư huynh, dáng vóc của gia hỏa này cũng không tồi nhỉ. Sư muội thích hả? Dáng vóc đúng là không tồi, hẳn là loại muội thích. Sư huynh, sư muội và những nam nhân khác chẳng qua là chơi đùa thôi, với huynh mới là thật lòng yêu thương. Phản hư cảnh tầng 2 cũng dám chạy đến huyết ngục. Này là có chút thú vị rồi, gia hỏa này gan cũng lớn lắm. Ta thích nhất là nam nhân có gan lớn. Vậy tên này giao cho muội, yêu nữ kia thuộc về ta miệng chó không mọc được ngà voi. Tiểu ca, ngươi muốn giết ta sao? Mên túm luôn lấy tay à ta. Tiểu ca ngươi làm ta đau rồi. Thất tình lục dục kế này là bí bảo độc ra của tỷ tỷ. Tiểu ca ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Chẳng ra sao hết, hoàn toàn không điều động được cảm xúc của ta. Sao có thể chứ? Mên đã xuất hai sợi kim huyết tì. Bắt đầu hóa nó thành hình hai con yêu thú cửu dai, lôi viêm phi tích chuyện gì vậy chứ? Sư huynh cứu ta. Sư muội muốn thi triển bí thuật chạy trốn. Không có cửa đâu. Thế, men dùng không gian chi nhận chém liên tiếp tới hắn ta. Nói đi, vực thạch đó ở nơi nào? Có một việc ta phải nói với ngươi. Thực ra hai người mà ngươi giết còn có đồng đội. Ở đâu? Chính là ở bên vực thạch. Bọn họ tổng cộng có 5 người, ba người còn lại còn ở lại còn chỗ đó, Ta không biết bọn chúng có đắc thủ hay không, nếu như đắc thủ rồi. Vậy vừa hay, trực tiếp cướp về là được. Cô ấy dẫn men tới chỗ ba người còn lại. Yêu nữ, ngươi sao còn chưa chết? Hai huynh muội Lý huynh, họ đang ở đâu? Nếu ta còn sống mà quay về, thì ngươi nói xem họ sẽ có kết cục gì. Không thể nào, dựa vào yêu nữ nhà ngươi mà cũng muốn giết hai huynh muội Lý sư huynh sao? Không tin các ngươi có thể hỏi hắn ta, không sai, ta đã tự tay giết họ được 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 lá gan của ngươi cũng lớn đấy nhỉ hôm nay huyết ngục này sẽ là mồ chôn ngươi lão phu sẽ cướp vực thạch này trước sau đó lấy mạng chó của ngươi lão già trước khi nói lớn tiếng thì phải xem lại hoàn cảnh bản thân lúc này có đủ điều kiện không đã đừng chém gió như vậy chứ còn nữa vực thạch này là của ta các ngươi đừng hòng chạm vào men dùng thánh nguyên tiến thẳng vào chỗ ba người bọn họ không ngờ hắn vào rồi Trước tiên đừng ra tay có thể sẽ dẫn tới sự phản phệ của lĩnh vực. Mau, chúng ta cũng đi thôi. Tên này vậy mà trực tiếp đi vào khu vực lốc xoáy của lĩnh vực rồi. Lẽ nào lốc xoáy lĩnh vực không hề đáng sợ như lời đồn? Chuyện này không thể nào, đã tới khu vực trung tâm rồi sao? Đợi đã, hắn hình như đứng lại rồi. Đồ không tự lượng sức mình, xem ngươi tiếp theo xoay sở thế nào. Mên gồng người lên chống lại lực xoáy của lĩnh vực, cẩn thận không muốn chết thì ở yên đó đợi. Vòng xoáy đang tập trung tới chỗ mên. Uy năng của lốc xoáy lĩnh vực hình như bị tên đó hút hết qua đó rồi. Mau, chính là lúc này. Không hay rồi, chúng ta cũng bị cuốn vào khu vực trung tâm lốc xoáy của lĩnh vực rồi. Cả ba người bị cuốn vào, vang lên những tiếng kêu thất thanh. Ha 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 thành công rồi, ta thành công rồi. Sao có thể như vậy? Đưa ta. Ba người bọn họ đang bị lốc xoáy cắt nát cơ thể. Sẽ thành trăm mảnh khó trách hắn không để mình vào trong hóa ra hắn từ đầu đã có chủ đích này rồi để bản thân tiếp cận gần với khu vực lốc xoáy lĩnh vực sau đó thoát khỏi sự tấn công của lốc xoáy hắn lấy đâu ra sự tự tin mà dám làm việc mạo hiểm như vậy lẽ nào bản thân hắn đã lĩnh ngộ được sự thần kỳ của lĩnh vực này rồi sao cầm đi ngươi đưa ta làm gì ngươi dẫn ta tới đây vực thạch này cũng là ngươi phát hiện ra trước vì vậy chi cho ngươi một miếng không muốn sao không muốn thì trả lại cho ta đừng có vô sỉ như vậy, đúng rồi ta có thể hỏi một câu không, ngươi là làm cách nào tiếp cận với lốc xoáy lĩnh vực, chỉ là may mắn thôi. May mắn thôi, ngươi từ từ giác ngộ đi, ta đi trước đây. Tiền Thông không ngờ lại đang tập hợp đồng bọn. Hình như hắn đã phát hiện ra thứ gì đó rất lợi hại. Lúc này ở bên ngoài huyết ngục, vực thạch xuất hiện rồi. Cái gì? Lần này chúng ta vào huyết ngục, thật đúng là có phúc khí lôi sư tỷ hai nghìn năm trước tới huyết ngục cũng gặp được chuyện tốt như này đúng không ha ha năm đó nếu như không phải gặp được núi vực thạch lão phu thật sự rất có khả năng không khám phá ra được vẻ huyền bí của nó từ đó thăng cấp tới hư vương cảnh ai ta tại sao không được may mắn như vậy chứ lại thêm nó bao năm bị thành trường bao phủ chỉ có chút thời gian là thành trường này sẽ bị suy yếu lộ ra dáng mạo thật của núi vực thạch không gặp được cũng là chuyện bình thường mọi người bây giờ không phải đều là hư vương cảnh rồi sao Núi vực thạch kiên cố dị thường, cho dù là hư vương cảnh cũng chưa chắc làm tổn hại nó dù chỉ một chút, càng đừng nhắc tới chuyện có người có thể mang nó đi. Tuy rằng nói thì nói vậy, nếu như năm đó gặp được núi vực thạch có lẽ đã không cần mất 300 năm khổ luyện. Núi vực thạch bây giờ xuất hiện là chuyện tốt, nhưng đối với đám nhóc chưa trải nghiệm đoán rằng sẽ tăng lên không ít. Bà lão này năm đó vì muốn tranh một vị trí đắc địa đã mạo hiểm không ít. Là phúc hay là họa, còn phải xem cơ duyên của chính họ. Đúng vậy, lạc hải đại nhân tiểu tử đó phản hư tầng thứ hai rồi nhỉ trước mắt tình hình thế nào rồi còn sống hay đã chết còn sống bổn tọa có thể cảm nhận được sinh cơ của hắn lạc hải đại nhân hắn sẽ không gặp phải rắc rối gì đó chứ không ngờ hướng hắn đi là núi vực thạch cái gì tiểu tử này quả thật là chán sống rồi lúc này ở bên trong huyết ngục núi vực thạch tiền trưởng lão dương trưởng lão và hoắc trưởng lão mấy người bọn họ có tin gì không cũng không biết bọn họ đi đâu rồi, la bàn truyền tin vốn dĩ không thể liên lạc được với họ. Ây tiếp theo phải làm sao mới tốt đây? Đợi thêm nửa ngày, nửa ngày nữa nếu như đám trưởng lão Dương còn sống mà quay về. Chúng ta, chúng ta lập tức rời khỏi đây. thế, Dương khai về rồi. Sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Không liên lạc được, không biết giờ bọn họ đang ở đâu. Không ngờ người thực sự quay về rồi, thí luyện huyệt ngục đây là cơ hội tốt, ta chỉ lo ngươi không thể về kịp. Vị này chính là thành chủ lục thủy thành, triệu thiên trạch, triệu huynh. Triệu huynh, đây chính là dương khai mà ta thường nhắc với ngươi. Sao lại là một thằng nhóc ở tầng thứ hai phản hư cảnh? Triệu mẫu vinh hạnh được gặp dương tông chủ, dương tông chủ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, triệu thành chủ khách sáo rồi. Ha ha ở đây vậy mà lại xuất hiện phản hư cảnh tầng hai. Hai tên này rất bất thường, vẫn luôn quan sát chúng ta đúng là không sợ chết, không ngờ dám tới gần núi vực thạch. Quần áo hai tên này mặc có cảm giác quen quen. Mặc kệ bọn họ, nói về khối đá lớn này đi, đó là thứ gì? Đây là núi vực thạch. Mười lần thí luyện huyết ngục có lẽ chỉ có một lần xuất hiện núi vực thạch, ngoài trường hợp hôm nay ra, thì nó năm nào cũng bị trường khí quanh đây che phủ, không ai có thể lại gần, không ai có thể tới đó sao? Dương Tông chủ chê cười rồi, khối đá này nặng vô cùng, vốn dĩ không ai có thể di chuyển nó cho dù có người có thể chuyển nó nhưng cũng không dám trực tiếp chạm vào nó. Vạn nhất gây ra vực trường mai phục cực đại, ai có thể gánh được hậu quả chứ? Hóa ra là vậy, nếu đã tới rồi, cũng nên tìm cho mình một vị trí tốt, đừng nên lãng phí thời gian nữa. Ta hộ pháp giúp ngươi, các ngươi lĩnh ngộ là được rồi. Các ngươi cuối cùng cũng tới rồi, trên đường gặp chút rắc rối, gặp phải một yêu nữ. Cũng không biết ả đến từ đâu, thực lực rất mạnh, cũng may là chúng ta có nhiều người đánh ả bị thương, có điều lại để à chạy mất rồi. Bỏ đi, đừng nhắc tới yêu nữ đó nữa. Thái huynh, bên phía này chuyện thế nào rồi? Ngươi cũng thấy rồi đó, núi vực thạch này bên trong tầng 1 đã bị một tên gia hỏa chiếm rồi có điều. Ta đã tìm ra, mục tiêu có thể xuống tay rồi. Tiểu tử, mau cút khỏi nơi này, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo. Ngươi nói cút thì ta phải cút sao? Đây là muốn làm gì? Các vị có gì từ từ nói, hà tất phải đụng tay chân tại hạ thành chủ của lục thủy thành triệu thiên trạch có thể xin quý tính đại danh của các vị không bổn tọa là trương kình của xích lan tinh hỏa diệu tông xích lan tinh hỏa diệu tông hóa ra là như vậy khó trách nhìn lại quen tới vậy năm đó ở trong đế uyển gặp phải một tên võ giả đến từ xích lan tinh hóa ra là các đạo hữu tới từ hỏa diệu tông thất lễ rồi nếu bằng hữu đã nghe tới đại danh của hỏa diệu tông bọn ta rồi như vậy cũng dễ nói chuyện hơn Mau bảo đồng bọn của ngươi tìm vị trí khác đi. Chuyện này, Trương huynh thứ lỗi, chỉ là những người này tôi không nói được. Không có gì phải thương lượng, các ngươi đi tìm chỗ khác đi. Hai vị bớt nóng giận, Thái thượng trưởng lão của bọn họ có quan hệ mật thiết với tinh chủ của Thúy Vi Tinh, không thể lỗ mãng. Tinh chủ Thúy Vi Tinh. Ta nghe tông chủ, tông chủ bảo ta lui thì ta lui. Lão phu đương nhiên là sẽ đi cùng ngươi rồi. Ở lại đi, còn về đám người này bọn họ muốn chết thì để ta giúp họ được tọa nguyện. Người này, ngươi nếu như chán sống, sao phải kéo cả trưởng lão tiền và trưởng lão lâm chịu họa cùng ngươi? Triệu thành chủ nếu như cảm thấy không thỏa đáng có thể tự rời khỏi đây. Ta không ép ngươi phải ở lại cùng sống cùng chết với bọn ta. Hy vọng ngươi biết bản thân mình đang làm gì. Nhìn dáng vẻ, các ngươi có lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Đừng trách bổn tọa không cho các ngươi cơ hội, đây là do các ngươi tự mình chuốc lấy. Tiểu tử này làm sao vậy? Rõ ràng chỉ có tu vi tầng 2, vậy mà lại đem tu vi thế đến tiểu thành chi cảnh. Vừa rồi ta nghe ngươi nói, các ngươi đã gặp một yêu nữ. Yêu nữ đó có phải mặc đồ màu đỏ không? Đúng thì đã sao? Các ngươi đã đả thương cô ta. Sai, là ta đã đả thương cô ta. Tiếc là chỉ có một trưởng mà thôi, không thể lấy mạng cô ta. Mê nghe vậy tóc biến tới trước mặt hắn, túm luôn lấy cổ, thích động vào vợ của anh à. Cẩn thận quên không nói với ngươi, yêu nữ đó chính là nữ nhân của ta. Kẻ chạm vào cô ấy bắt buộc phải, chết. Tiểu tử ngươi dám. Áp chế của thế trường. Mên ra lệnh cho mọi người tấn công đám người còn lại, xử hắn. Mỗi tên nhận một kích đã không còn thở được nữa. Là ngươi đã ép ta. Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi tu luyện là càn thiên lôi hỏa hả. Ngươi muốn dùng bí thuật này để đồng quy vu tận với ta. Sao ngươi lại biết được chứ? Bởi vì, Ta ở trong đế uyển đã giết người của hỏa diệu tông các người. Hỏa điều sơi ngay càn thiên lôi hỏa của hắn. Quay về. Còn có kẻ nào muốn cướp vị trí nữa? Được rồi, hiện giờ mảnh đất này đã được dọn dẹp rồi. Tiếp tục tham ngộ đi, ta nghĩ giờ sẽ không có ai đến làm phiền nữa đâu. Dương Khai hình như cậu đã trưởng thành rất nhiều, ở trong huyết ngục đã có được thu hoạch lớn sao? Cũng tạm được. Đúng rồi Dương Khai, triệu huynh, để ông làm chủ. Triệu huynh, đừng nghĩ quá nhiều, người không hiểu rõ giới hạn của Dương Khai, sợ là đều sẽ đưa ra sự lựa chọn thế kia, huynh không cần cảm thấy ngại. Triệu Mẫu cảm kích vô cùng, không sao, mau chóng tham ngộ đi. Vực Thạch Sơn, sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong tay ta thôi. Bốn ngày sau đó, chuyện gì vậy? Mới mấy ngày trôi qua, hiệu quả của Vực Thạch Sơn sao lại kém vậy? Ngươi cũng có cảm giác này hả? Ta còn tưởng rằng là ta đã cảm giác sai lẽ nào vực thạch sơn thật sự đã mất đi tác dụng rồi vết nứt vực thạch sơn vậy mà lại xuất hiện vết nứt không ổn vực thạch sơn sắp bị hủy diệt dương khai chúng ta cũng mau rút lui đi thôi còn không đi thì sẽ không kịp mất một tiếng nổ vang lên vực thạch đã bị nổ tung như một ngọn núi lửa phun trào lạc hải đại nhân xảy ra chuyện gì vậy vực thạch sơn diệt rồi Vậy võ giả cảm ngộ bên đó chết hết rồi sao? Lần này các đại thế lực tổn thất nghiêm trọng rồi. May mà Tam thiếu lần này bận không đến, nếu không thì. Bên trong huyết ngục, Dương Tông chủ ơn cứu mạng lão phu cảm kích vô cùng. Mong Dương Tông chủ sau khi ra huyết ngục hãy đến Lục Thủy Thành một chuyến, Triệu Mẫu nhất định sẽ đón tiếp nhiệt tình. Triệu Thành chủ khách sáo rồi, ta cũng không làm gì cả. Có điều Lục Thủy Thành ta sẽ đến, hy vọng đến lúc đó không làm phiền đến Triệu Thành chủ thì hơn không đâu, dương tông chủ đến là vinh hạnh của triệu mũ, sao lại nói là làm phiền chứ? Ta còn chuyện khác phải làm, đi trước đây, mọi người tiếp theo hãy cẩn thận chút. Men tới một nơi nào đó vắng người, ra đây đi, thu hoạch thế nào? cả ngọn núi của nhà người ta đã bị tiểu thạch đào rỗng hết, ngươi còn nuốt hơn hai nghìn vực thạch, làm tốt lắm. nghỉ ngơi chút đi, ta cũng nên đi tìm hư niệm tinh mà xích nguyệt nói đây, có lẽ chính là ở đây, yêu khí nặng quá. Chẳng trách không ai dám tùy ý vào nơi này. Đây là nơi yêu khí mạnh nhất rồi, nếu đoán không sai, có lẽ yêu vương cường giả đó đã chết ở trong sơn động này. Mên vào bên trong dùng thạch anh chiếu sáng. Mên phóng nó lên ghim trên tường đá, lần này ta kiếm lớn rồi. Hừ hừ, đây là yêu tộc chính thống nhất, huyết mạch trên người rất thuần, xương cốt xem ra cũng kiên cố dị thường, dùng để luyện khí chắc chắn là tài liệu cực tốt. Kha kha. Xích Nguyệt chỉ là nói giao hư niệm tinh cho Dục Hùng, không nói phải nộp cả thi cốt yêu vương này ra. Đây là hư niệm tinh. Dùng thần niệm kiểm tra đã. Cái gì? Xích Nguyệt nói không sai, trong hư niệm tinh này còn tàn lưu một thần hồn của yêu vương, bất kỳ hành động mưu đồ động vào nó đều sẽ kích phát phản kháng. Quả nhiên đành phải sử dụng kim thánh long trì lực rồi. Bên dùng thánh nguyên gọi kim long trên lưng ra bên ngoài. Kim long đã hộ thân. Long hóa, cánh tay phải của Mên đã hóa thành bàn tay của Kim Long. Nhất cổ tác khí. Nhân bây giờ, cho thần niệm vào. Không ngờ dễ dàng như vậy. Có điều, hư niệm tinh sao cảm thấy có chút quen mắt. Lưu viêm xa địa, vũng nước đầy tẩy hồn thần thủy. Hóa ra thứ đó là hư niệm tinh, chẳng trách hiệu quả lớn như vậy, đến ôn thần liên cũng có thể tiến hóa. Bỏ đi, không nghĩ nhiều vậy nữa, mau chóng đưa đồ cho xích nguyệt, để tránh xảy ra bất chắc gì ngươi cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Men vừa bước ra đã có một bông hoa chặn ở trước cửa động. Men dùng kim huyết ti bảo vệ cơ thể trước bông hoa của hắn. Rô, có vẻ như các người là biết ta sẽ đến nơi này, cho nên mai phục sẵn ở đây sao? Không sai, trên người ngươi có thánh long bản nguyên, lại thêm vào ngươi đột nhiên từ đế thần đến huyết ngục. Chúng ta sao lại không biết ngươi muốn làm gì, là xích nguyệt tiền bối bảo ngươi đến đúng không? Thông minh, hư niệm tinh kia đâu? Muốn có, chỉ dựa vào hai người các ngươi, sợ là không có bản lĩnh. Có bản lĩnh này hay không, đánh rồi mới biết được. Ai? Liệt Phong, ngươi vậy mà lại ở đây. Dương Huynh bốt giận, nói thật lòng ta không muốn cùng Dương Huynh đối địch, chỉ là việc liên quan đến hư niệm tinh, ta cũng không thể không quản. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, liên thủ giết hắn là được rồi. Được, nếu như các ngươi đã muốn chết, vậy ta cho các ngươi tọa nguyện. Mên sử dụng luôn bất diệt ngũ hành kiếm giao chiến với hắn ta. Cả hai giao thủ này lửa vẫn chưa phân thắng bại. Mên lùi lại dùng kim huyết ti sẵn trên tay. Phóng thẳng về tên huyết luyện, nạp mạng đi, tên Liệt Phong đã xuất hiện phía sau lưng Mên. Mên dùng không gian chi nhận chém luôn cho hắn một kích. Tên Di Thiên cũng dùng trưởng pháp của mình, phối hợp với hai người còn lại. Tên huyết luyện vừa lao tới, Mên đã cho hắn luôn một kích vào giữa ngực. Cái gì? huyết luyện, cố gắng lên. Đậu xanh, Dương Khai, ngươi đợi đó cho ta. Mên bảo ta đến đây không cần phải đợi. Mên bồi thêm một đấm khiến hắn ta văng thẳng vào bên trong hang động. Tên Di Thiên tức giận bộc phát thánh nguyên, đậu xanh. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Hắn tiếp tục sử dụng những cánh hoa của mình vây chặt mên lại. Những cánh hoa đã hóa thành hình. Thành công rồi. Muốn giết ta, ba người các ngươi còn chưa đủ sức đâu gia hỏa này có còn là người nữa không vậy đợi huyết luyện ra rồi chúng ta lại lên bên trong hang động phát ra tiếng la hét của tên huyết luyện là tiếng của huyết luyện yêu khí đều hút vào trong động rồi hắn hình như tên huyết luyện từ từ bước ra không ổn lắm hắn ta bước ra ngoài đứng im nhìn hai bàn tay của mình hắn quả thật có chút bất đồng huyết huynh huyết huynh huynh đây là làm gì vậy thiên tự lão bất tử kia là thế nào với ngươi ngươi không phải huyết luyện đoạt xá thiên tự rốt cuộc là thế nào với ngươi đó là gia tổ hắn có còn sống không gia tổ sớm đã ngã xuống không biết tiền bối rốt cuộc là ai hắn vậy mà lại chết rồi vậy thì thật đáng tiếc bản vương vẫn còn chút nợ cũ chưa tính toán với hắn nữa bản vương và thiên tự sinh ra ở cùng thời đại có không ít ân oán với hắn ngươi nói bản vương là ai nào ngươi là phong ngạc vương kẻ lục thân bất nhận, huyết tính tàn bạo. Đáp đúng rồi. Muốn chạy, bản vương không cho phép, ngươi chạy được chắc. Con rồng đỏ đã cắn tên Di Thiên ra làm đôi. Thú vị lắm, thì ra lĩnh vực chi lực còn có thể dùng thế này. Ngươi vậy mà lại không chạy. Ngươi không sợ bản vương giết ngươi sao? Ai giết ai còn chưa biết đâu, tiền bối nói quá chắc chắn rồi đấy. Hắn nghe vậy cười lớn, không tồi không tồi, kẻ nhân loại như ngươi khiến bản vương sinh ra lòng yêu tài có chút không nỡ giết người tiếc rằng ngươi không thể không chết giao kim thánh long bản nguyên chi lực của ngươi ra đây bản vương cho ngươi chết nhanh gọn thì ra vừa rồi ở trong động là tiền bối đã ra tay với ta chẳng trách ta cảm thấy có gì đó không đúng cảm nhận của ngươi rất nhanh nhạy không nói lời thừa nữa ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi nếu như ngươi dám phản kháng phản kháng thì đã sao chứ đây là không gian chi lực tốt 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 thật đúng là trời giúp bản vương ngươi đối với vận dụng sức mạnh không gian lại đạt đến trình độ thế này. Hắn đã đấm tan không gian chi nhận của mên. Phá cho ta, tiểu tiểu đã xuất hiện phía sau. Đây là thứ gì? Phong Ngạc Vương quay lại thủ thế. Dùng đấm cứng đối cứng với hãm thiên trụ của tiểu tiểu. Cả hai đều bị dội ngược lùi lại phía sau. Hỏa điểu bay tới thổi mấy ngọn lửa tới Phong Ngạc Vương. Nhưng bị hắn dễ dàng đánh tan. Đã hết chưa hả? mên cầm trích thủy kiếm lao tới cùng long hồn tiểu tử ngươi muốn chết không ổn cú đấm từ phong ngạc vương đã tạo ra một vụ nổ cực lớn trong làn khói bụi mên đang quỳ gục xuống này là hết rồi sao chẳng có cảm giác gì hết tiểu tử ngươi đúng là rất giỏi sợ là bổn vương cũng không nắm chắc được giết chết ngươi chi bằng ngươi để hư niệm tinh của bổn vương lại chúng ta từ đây nước sông không phạm nước giếng nằm mơ có bản lĩnh thì giết ta, tự đến mà lấy. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy ta cho ngươi tọa nguyện. Lĩnh vực, tiếp cận thế đại thành, tiểu tư ngươi có tư cách mà kiêu ngạo. Có điều, ngươi còn kém lắm. Mên dùng kim huyết ti cản lại mấy con rồng từ hắn. Rồi dùng trích thủy kiếm chém tới, chảm. Tiểu tiểu đã ở phía sau lưng phong ngạc vương vung gậy, hắn ta đã lách qua một bên né đi. Tiểu Tiểu ăn một đấm thẳng vào ngực từ Long Ngạc Vương. Tiểu Tiểu loạn trọng lùi lại phía sau, trên ngực đã rớt mất mấy hòn đá. Tiểu Tiểu tức giận gào lên, cả cơ thể đã hóa thành màu đỏ. Thái Dương Trần Hoa lao tới đấm liên tiếp, Long Ngạc Vương chỉ biết phòng thủ. Tiểu Tiểu đấm lui hắn lại, sau đó là một tiếng nổ vang lên. Cút ra cho ta. Tiểu tử ngươi to rồi, Long Hóa. Mên dùng bàn tay rồng đánh xuyên thủng ngực hắn túm lấy quả tim mà bóp. Chết cho ta. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Hắn ta túm chặt lấy tay mên lại. Thần hồn Long Ngạc Vương đã xuất ra bên ngoài, rời khỏi cơ thể tên huyết luyện. Hắn thâm nhập vào thức hải của mên. Hóa ra ngươi có ý định này. Cái gì? Thần thức của ngươi là biến dị thần thức. Nếu ngươi định đoạt xá cơ thể ta, vậy có lẽ ngươi phải thất vọng rồi. Đây là cái gì? Phong ngạc ngươi đây là tự đào mộ cho mình đấy. Ở đây, ta mới là chúa tể. Không không, nước này đi sai rồi, cho ta xin đi lại. Thân hồn của hắn đã bị cơn sóng thức hải của mê nhấn chìm. Từ phía dưới một quang cầu màu xanh bay lên. Đây là cảnh chuyển tới ngoài huyết ngục. Tiểu tử đó đã lấy hư niệm tinh rồi sao? Năng lượng Tịnh Hoa Phong Ngạc để lại thật sự là đồ tốt, không những khiến ta có hiểu biết sâu hơn về thiên đạo võ đạo, còn nâng cao sự thấu hiệu của ta về lĩnh vực. Mà có ba nội đan của yêu tộc này làm đan dẫn chắc chắn có thể luyện chế ra ba viên hư vương cấp linh đan. Dương Khai sao vẫn chưa đến? Tiểu muội, chúng ta đi trước đi, huyết ngục sắp đóng lại rồi. Ta không đi, ai muốn đi trước? Dương Khai. Ta còn tưởng tiểu tử ngươi chết rồi cơ, mãi không có tin tức gì của ngươi cả. Tiểu tử ngươi đến rồi. Đồ nghĩa mẫu giao phó đã lấy được chưa? Cầm lấy. Đây chính là hư niệm tinh. Tiểu tử đã thật đấy, đây là một nửa hóa yêu quyết nghĩa mẫu đưa cho ngươi ngươi cầm lấy vậy nhiệm vụ xích nguyệt tiền bối giao phó coi như hoàn thành rồi đồ giao cho ngươi rồi không còn chút liên quan gì đến ta nữa yên tâm đi cô theo ta ta có chuyện muốn nói ừm ta trước đó va chạm với một tên hắn nói đã làm cô bị thương vết thương thế nào không sao chỉ là bị thánh nguyên của hắn cách không chấn động chút mà thôi không bị thương gì cả mấy tên đó chết rồi chứ ngươi bây giờ lợi hại hơn ta nhiều rồi trước kia khi ở thương vân tà địa là ta bảo vệ ngươi không nói cái này nữa ta hỏi cô cô vẫn quay về đế thần sao nghĩa mẫu có ơn với ta ta không thể rời đi như vậy được hơn nữa ta không muốn về sau liên lụy đến ngươi đế thần là nơi thích hợp nhất cho ta tu luyện nếu rời đi cùng ngươi về sau ta chỉ có trở thành gánh nặng của ngươi thôi ta không muốn như vậy ngươi thì sao muốn rời đi sao ừm ta đón hết người ở trung đô và thông huyền đại lục rồi ta sẽ đưa họ đến tu luyện chi tinh tên là U Ám Tinh. Nơi đó rất hẻo lánh, nếu có cơ hội, ta sẽ... Kinh La không nói nữa khóa miệng cho lẹ. Tuổi trẻ, kha kha, xem ra ta làm đại cữu ca chắc rồi. Cô cắn ta làm gì? Cho ngươi một kỷ niệm, tránh thời gian lâu, ngươi quên mất ta. Ngươi mau đi đi, ngươi còn không đi, ta sợ là không cho ngươi rời đi đâu. Cái này cô cầm lấy, đừng nói cho ai, bên trong là cái gì? cô nhìn thì biết chăm sóc bản thân tốt vào nhiều vực thạch vậy mên đã ra bên ngoài huyết ngục tông chủ cuối cùng cũng ra ngoài rồi sao chỉ có mình cô tiền thông bọn họ đâu tiền thông sắp đột phá rồi ông ấy sắp tấn thăng hư vương cảnh cái gì đi tông chủ cuối cùng người cũng đến chuyện quá đột xuất bọn ta cũng không kịp trở tay vốn dĩ lão khiếu định đưa ông ta đến một nơi hẻo lánh đâu ngờ tiền trưởng lão Tiên trưởng lão ở trong đó gặp phải chuyện gì rồi? Sao đột nhiên lại đột phá? Mau nhìn kìa, đó là không gặp phải gì cả. Tiên trưởng lão ông ấy xông vào vài vòng xoáy lĩnh vực, hình như có thu hoạch lớn. Trận thế này, quả nhiên là động tĩnh sắp đột phá hư vương cảnh. Các vị, xin đừng tiến lại quá gần, để tránh làm phiền đến tâm cảnh vị tiền bối này của dương mỗ. Ngươi là cái thá gì, đây là nhà ngươi sao, còn không cho người ta đứng ở đây. Phản hư tầng hai nhỏ bé, cũng dám khu chân múa tay ở đây, cẩn thận lão tử phế ngươi. Thanh niên trẻ, đến chỗ nào vui mà chơi, đây không phải nơi ngươi ăn nói tùy tiện được đâu. Hừ, các vị, người khác đang vào thời khắc quan trọng tấn thăng. Các ngươi chạy đến đây lòng vòng không ổn lắm thì phải. Ngày khác các ngươi tấn thăng, hứa mỗ cũng đến làm phiền thế nào. Tiểu tử ngươi lại là ai? Người trẻ tuổi hiện giờ, thật không biết kính già yêu trẻ, lời nói ra thật hỗn sược, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt lớn thôi đồ án đó lẽ nào là xin hỏi vị bằng hữu này vô đạo đại nhân là thế nào với người đó là gia sư không phải chứ nghe nói vô đạo đại nhân đã mấy trăm năm không lộ diện rồi ông ta thu đệ tử từ lúc nào vậy chứ các người xem đồ án trên ngực hắn chỉ với người thân cận nhất với vô đạo đại nhân mới có tư cách đeo lên biểu tượng của tam hoa thần công tiểu huynh đệ vừa rồi đã đắc tội chúng ta đi ngay đây tại hạ dương khai đa tạ bằng hữu giải vây ân tình này ta xin ghi nhận tại hạ hứa tân bạch hôm đó ở vực thạch sơn may nhờ có tiếng hét của bằng hữu mới may mắn thoát được một kiếp trời ơi tinh chủ đại nhân đến rồi chật chật lần này huyết ngục mở ra quả nhiên có hư vương cảnh sinh ra nhìn dáng vẻ của người này rõ ràng đã chạm đến ngưỡng cửa của lĩnh vực rồi nếu như vận khí tốt chắc chắn có thể phổ thăng cưu lão có phải ông muốn lôi kéo người ta không nếu như muốn thì nói rõ ra cần gì phải e e ấp ấp thế lão phu nào có giấu diễm gì các người chẳng phải cũng đều có ý như vậy sao? Không cần biết là người này cũng tốt, hay là tiểu tử phản hư cảnh tầng hai lúc trước cũng vậy, lão phu đương nhiên đều muốn lôi kéo. Dương huynh đừng căng thẳng, bọn họ có lẽ không có ác ý đối với huynh đâu. Lời này có ý gì? Mỗi một lần sau khi huyết ngục thí luyện, hư vương cảnh cường giả của các đại thế lực đều sẽ lôi kéo một số võ giả xuất sắc. Ta nghĩ là biểu hiện của Dương Huynh ở trong huyết ngục không gì chống lại được, bọn họ là nhìn chúng Huynh rồi. Biểu hiện của ta, Ta ở trong huyết ngục có biểu hiện gì, sao bọn họ lại biết được? Bọn họ có lẽ không rõ, nhưng Lạc Hải Tiền Bối của Thúy Vi Tinh lại có thể cảm ứng được một chút tình hình, ông ta chính là tinh chủ của Thúy Vi Tinh. Dương huynh cũng không cần quá căng thẳng, trong huyết ngục có cấm chế mà tinh chủ Thúy Vi Tinh đời trước dùng tinh cầu bản nguyên chi lực hạ xuống, Lạc Hải Tiền Bối có lẽ không thể nào biết rõ toàn bộ. Không đúng, ông ta đã nhìn thấy rồi. Hứa Tân Bạch bái kiến chư vị tiền bối. Vô đại đại nhân cũng coi như một nửa là sư tôn của ta, hứa tiểu huynh đệ không cần khách khí như vậy. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào? Vãn Bối Dương Khai. Dương Khai, lão phu hình như từng nghe ai đó nhắc đến ngươi. Không biết Tiền Bối là? Vị này là Cưu lão của Hàng La Thương hội. Hàng La Thương hội? Vậy Cưu lão có thể là nghe thấy từ chỗ Tuyết Nguyệt. Đúng đúng, lão phu nhớ ra rồi, lần trước Tam thiếu tử đế uyển trở về đúng là từng nhắc đến ngươi nay cũng thật sự có duyên, ngươi có thể khiến tam thiếu nhớ mãi không quên quả nhiên không tầm thường. Tiểu huynh đệ, có muốn đến Hàng La Thương hội chúng ta không? Đừng nghe ông ta, Hàng La Thương hội có gì tốt chứ? Tiểu huynh đệ, đến Tử Tinh chúng ta, điều kiện cừu lão đưa ra cho cậu ta cũng sẽ thỏa mãn cậu. Bản cung còn có thể tự mình chỉ điểm cậu, thế nào hả? Hai người các ngươi bớt tranh giành đấu võ mồm ở đây đi, chỉ nói không thì ai chả biết. Tiểu huynh đệ, gia nhập Kiếm Minh đi. Kiếm Minh chúng ta đối với huyết dịch tươi mới của người trẻ tuổi là vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần cậu hiện giờ đồng ý gia nhập, lệnh bài này chính là của cậu rồi. Kiếm Minh trưởng lão lệnh. Không phải chứ, Phản hư cảnh tầng 2 đã có thể trở thành trưởng lão của Kiếm Minh rồi sao? Cả Kiếm Minh hình như cũng chỉ có 10 vị đại trưởng lão mà thôi, mỗi một người đều là nhân vật đỉnh thiên. Tiểu tử này có gì tốt chứ, sao lại được nhiều cường giả lôi kéo như vậy? Ý của chư vị tiền bối tiểu tử hiểu rõ nhưng xin đừng trách tiểu tử hỗn xược ý tốt của chư vị tiểu tử không có phúc được hưởng tiểu tử xin đa tạ hậu ái của chư vị tại đây thật là kỳ quái đã lâu như vậy rồi tiền trưởng lão sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ dương huynh nồng hộ của năng lượng thiên địa này hình như không đủ là vấn đề này sao ừm bởi vì ta đã là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong tùy thời có thể đột phá hư vương cảnh gia sư từng dặn dò ta vào lúc phổ thăng nhất định phải tìm nơi có năng lượng đầy đủ mới được có cách nào để giải quyết không? Cách giải quyết tự nhiên là có. Thiên địa linh khí không đủ, dùng thánh tinh để bổ sung là được. Lão phu thánh tinh đảm bảo đủ, có thể cho cậu mượn dùng. Bản cung ở đây cũng có không ít thánh tinh. Các người có bao nhiêu thánh tinh? Chúng ta cùng cộng vào có khoảng 500 vạn. Thêm vào của ta còn chưa quá 1.000 vạn, hoàn toàn không đủ. Có đủ dùng không? Nếu như không đủ ta cho huynh mượn một chút. Vậy sao mà được? Nay có vấn đề gì đâu, Thánh tinh chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Nhưng mà ta cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có 2.000 vạn mà thôi. Chắc là đủ rồi, xin cảm ơn hứa huynh trước. Ân tình của hứa huynh Dương Mỗ xin ghi nhận, ngày sau nếu như cần ta làm việc gì cứ việc nói ra. Mong rằng huynh và ta vẫn có ngày trùng phùng. Tiểu tử, nếu như cậu muốn đem thánh tinh đưa vào thì phải mau đi mau về. Sự đáng sợ của phổ thăng hư vương cảnh không phải cậu có thể tưởng tượng được đâu, ở bên trong quá lâu, đến cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng, đa tạ tiền bối nhắc nhở tiền trưởng lão cái này đưa ông thời khắc mẫu chốt có lẽ có thể giúp được ông bảo trọng cuối cùng cũng kịp một cỗ năng lượng từ trên bầu trời giáng xuống lôi kiếp cũng đã giáng xuống người tiền thông bắt đầu rồi thiên địa dị tượng xung quanh tiền trưởng lão đã cùng bạo hơn lát sau dị tượng cũng đã kết thúc vẻ mặt ông ấy có chút tối sầm lại tình hình không ổn lắm tẩy lễ chịu đựng càng lớn càng cho thấy người này về sau có thể đạt được thành tựu càng cao. Mỗi một người khi tấn thăng hư vương cảnh tẩy lễ uy năng là khác nhau. Đỡ được thì bầu trời rộng lớn, không đỡ được thì hồn bay phách lạc. Tiểu tử, chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, tiên trưởng lão sẽ thành công thôi. Ai, xem ra là không thành rồi. Đúng vậy, quá đáng tiếc, khí tức của ông ta cũng đã giảm xuống đáy rồi. Hả, chuyện gì vậy? Khí huyết chi lực của người này sao lại điên cuồng tăng lên? lẽ nào ông ta đã dùng linh đan nghịch thiên nào đó linh đan gì mà có kỳ diệu như vậy vớ vẩn linh đan nào mà có thể khiến một người sắp chết phát ra sinh cơ như vậy được hư vương cấp linh đan cũng không thể thế của ông ta đã tăng đến đỉnh điểm rồi đang chuyển biến theo vực sắp thành công rồi sao tặc lão thiên còn có thủ đoạn gì nữa cứ dùng hết đi lão phu còn chưa sống đủ lão già này thiên địa uy năng dáng thêm một cỗ năng lượng nữa vào người ông ấy thiên địa uy năng biến mất rồi ông ấy đã áp sức thế của bản thân thành lĩnh vực rồi người này đã thành công rồi các vị tiền trưởng lão hiện giờ đã tấn thăng hư vương cảnh nhưng vẫn cần củng cố tâm cảnh tiểu tử hy vọng các vị không ở đây lâu có gì đắc tội mong lượng thứ tiểu huynh đệ nhớ đến tử tinh ta nhé được rồi được rồi ngươi cũng không cần đuổi người nữa lão phu tự đi lạc hải liếc nhìn bên với ánh mắt sắc lạnh đợi tiền thông ổn định xong tâm cảnh Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Tông chủ, sao căng thẳng vậy? Nếu chỉ có sự lôi kéo của những người đó, tông chủ không cần lo lắng. Không chỉ là chuyện này, chuyện lôi kéo ta không hề lo lắng, ta sợ bị người ta nhắm vào rồi. Cái gì? Còn vì nguyên nhân gì, ta không tiện nói nhiều, các ngươi tin ta là được. Được. Các loại dấu vết cho thấy Lạc Hải có hiểu biết về chuyện của ta ở trong huyết ngục, xem ra ông ta đã nhắm vào hư niệm tinh của ta nếu hư niệm tinh còn trong tay thì dễ nói cùng lắm giao cho lạc hải để giữ an toàn nhưng hư niệm tinh đã giao cho dục hùng rồi năm ngày sau đó mấy vị nặng lời rồi lần này tiền mũ thoát khỏi cõi chết nếu không phải là dương khai chắc chắn ta đã chết rồi đâu thể còn tấn cấp được nữa nếu không phải bình sinh mệnh quỳnh tương dương khai đưa sợ là ta sớm đã chúc mừng tiền trưởng lão tấn cấp hư vương cảnh là chuyện vui của u ám tinh ta mấy vạn năm nay chưa xuất hiện dương khai Lão phu lại nợ ngươi rồi, không cần khách sáo. Nơi này không nên ở lâu, mau vào trong Huyền Giới Châu, ta đưa mọi người rời đi. Lão phu không cần vào nữa chứ, vừa mới đột phá, lão phu muốn cảm nhận thiên địa pháp tắc ở nơi này. Lão phu đã là hư vương cảnh, có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng được, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm gì? Dương Khai, sao mặt mày nhăn nhúm vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chuyện này, nói ra thì dài. Dương Khai Ta có cảm giác bị người ta nhằm vào. Nếu đoán không sai, người nhắm vào chúng ta chính là Thúy Vi Tinh Tinh chủ Lạc Hải. Hắn nhắm vào chúng ta làm gì? Ông ta là nhắm vào ta. Ông ta nghĩ trên người ta có thứ ông ta cần. Chỉ cần thoát khỏi sự trói buộc của Thiên Địa Pháp Tắc ở Thúy Vi Tinh, Lạc Hải nói cho cùng cũng chỉ là hư vương tầng 2 mà thôi. Có lẽ, chúng ta vẫn còn một sinh cơ. Mên cùng Tiền Thông cố gắng bay đi thật xa. Đáng ghét, chúng ta bị nhốt lại rồi. Ai ra đây cho ta. Không tồi không tồi, bị trói buộc vẫn có thể vận chuyển Thánh Nguyên, là một hư vương cảnh mới tấn cấp, làm được điều này là giỏi lắm rồi. Hai vị vội vàng như vậy, là muốn đi đâu? Đương nhiên là rời khỏi đây, cái này thì không được. Bọn họ đã đợi vài ngày rồi, hai người nên đi cùng bổn tọa một chuyến đi. Lạc Hải đại nhân là muốn cưỡng ép bọn ta. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ thêm rồi trả lời bổn tọa. Mên và Tiền Trưởng lão hai người nhìn nhau, suy nghĩ xong chưa suy nghĩ xong rồi bọn ta đi đi con khỉ lạc hải tấn công tới tiền thông một kích đánh trực tiếp vào ngực ông ấy tự tìm đường chết bỗng nhiên trên đầu ông ta có lôi xét đánh tới chuyện gì vậy lôi xét đã bao trùm lên người của lạc hải là tiểu tử này giờ trò viên châu đó là cái gì chịu chết đi men dùng thánh nguyên lên viên lôi châu phát huy uy năng của nó là tịch diệt Lôi Châu, tiểu tử, ngươi ép bổn tọa đấy, ngươi không chết cũng phải chết. Chuyện gì vậy? Khí tức của kẻ còn lại đột nhiên biến mất rồi, các ngươi thoát được không? Trong chốc lát vừa rồi, dường như đã hao tốn hoàn toàn thánh nguyên của ta mới phát huy được ra không đến một phần uy lực của Lôi Châu. Đến thần thức sau khi bị thương cũng bắt đầu nứt ra rồi. Liều thôi. May mà Tiền Thông đã được ta cho vào tiểu huyền giới rồi ta phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tinh lực của thúy vi tinh mới được. Tiểu tử, ngoan ngoãn hợp tác với bổn tọa, bổn tọa chưa chắc đã lấy mạng người. Nếu tiếp tục ngoan cố, thì đừng hòng bổn tọa nương tình. Mên vẫn tiếp tục bẻ lái cắt đuôi lão ta, ngươi muốn chết. Mên xé rách không gian thoát đi. Kẽ hở không gian, tiểu tử tinh thông sức mạnh không gian. Đây chính là át chủ bài của ngươi, chẳng trách ngươi dám hỗ sược trước mặt bổn tọa đáng tiếc ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay bổn tọa được. Tìm thấy rồi, chạy cũng nhanh lắm, đã ở ngoài ba nghìn dặm rồi. Thời gian cứ vậy trôi đi lạc hải vẫn theo sát mên không buông. Mên vừa bước ra khỏi vết rách, ông ta đã đuổi theo ở phía sau. Thật khó xử lý. Nửa tháng nay tiểu tử đó ít nhất đã sử dụng 200 lần không gian rồi. Tuy không biết hắn lấy đâu ra thánh nguyên mà tiêu xài như vậy, nhưng rồi một ngày hắn cũng hết. Lần này không thấy khí tức của hắn đâu nữa rồi, chuyện gì đây? Ở một vẫn thạch nào đó, mên dấu tiểu huyền giới trong một vẫn thạch đang trôi trong tinh vực. Lúc này bên trong tiểu huyền giới, sư đệ, sư đệ, đệ sao vậy? Là ai đánh đệ bị thương rồi? Không có gì, gặp phải một cường địch đang đuổi theo ta, nghỉ ngơi chút là được. Tỷ có đan dược hồi phục thần thức không? Thanh thần hồi nguyên đan này là tốt nhất, có vài viên ta luyện chế ra đan văn rồi, đệ dùng cái này trước đi. Cuối cùng cũng ổn lại rồi, phải nhanh chóng hồi phục thần thức nếu để lạc hải lão già đó phát hiện huyền giới châu thì đúng là tự chui đầu vào dọ dùng thần niệm kiểm tra tình hình trước đã lạc hải đã phát hiện ra thần niệm của men hỏng rồi tiểu tử bổn tọa biết ngươi trốn ở đây ngoan ngoãn giao cho đế bảo và hư niệm tinh kia bổn tọa tha ngươi một đường sống nếu để bổn tọa tìm ra ngươi trong tiểu huyền giới hư lão già vô liêm sỉ chỉ cần lão ta có được hai thứ lúc đó chắc chắn không tha cho ta tiểu tử đây là ngươi ép bổn tọa đấy ông ta sử dụng thánh nguyên công kích toàn bộ vẫn thạch xung quanh đó không ổn một tiếng nổ vang lên đòn của lạc hải đã quét sạch hầu hết các vẫn thạch quanh đó thật sự không ở đây tìm thấy rồi quả nhiên ngươi vẫn ở đây minh vẫn sử dụng vết rách không gian chơi trốn tìm với lão ta lại để cho hắn chạy rồi ngoài năm nghìn dặm sự vận dụng của hắn đối với không gian chi lực lại tịnh tiến rồi. 6.000 dặm, 7.000 dặm, 9.000 dặm, mỗi lần nên sử dụng khoảng cách lại xa hơn. Tiểu tử, ức hiếp người quá đáng, coi ta là hòn đá lót đường tu luyện sức mạnh không gian. Ta là tinh chủ của Thúy Vi Tinh, nghe hiệu lệnh của ta truyền cho ta tinh lực, ông ta mượn sức mạnh của Thúy Vi Tinh. Trong khi đó ở thành chủ phủ, tinh lực hỗ trợ. Lạc Hải Huynh gặp phải nguy hiểm gì sao, mà sử dụng đến bản nguyên chi lực của thúy vi tinh tinh chủ và tu luyện chi tinh tương liên với nhau một khi rút tinh thần bản nguyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể phục hồi được cái này còn nghiêm trọng hơn cả bản thân tinh chủ bị thương nghe nói ở thời kỳ thượng cổ đã từng xảy ra chuyện như vậy kết cục là tu luyện chi tinh từ giàu có trở nên nghèo nàn đến bây giờ cũng không thể duy trì nguyên khí huynh ấy muốn liều mạng với ai lúc này mên thì đang ngồi trên một vẫn thạch chuyện gì vậy cơ thể đang run rẩy, không ổn. Chỉ là dư lực từ bên ngoài đến mà đã mạnh đến mức độ này, nếu như bị bạch quang kiếm khí chém chúng. Hậu quả không thể tưởng tượng được, Mên vừa thoát đi thì kiếm của Lạc Hải chém tới. Lại để hắn chạy rồi, đã là lần thứ mấy rồi. Chỉ là bị kiếm khí quẹt chúng, đã bị trọng thương rồi. Vừa rồi quang trụ đó có lẽ là tinh lực hỗ trợ trong truyền thuyết. Lão già, để đối phó với ta, mà cũng nỡ thật đấy, lần này thật sự nguy hiểm rồi. Bây giờ ta chỉ có thể đến tu luyện chi tinh thôi, trên tu luyện chi tinh có vô số sinh linh, Lạc Hải cho dù là Thúy Vi tinh tinh chủ cũng không thể làm quá quát được. Đây chính là lối vào tinh không phong bạo, mên dùng bất diệt ngũ hành kiếm bay vào bên trong. Khí tức đến đây thì biến mất rồi, xem ra là chạy vào trong rồi. Khó xử lý, muốn trốn vào trong đó. Được, bổn tọa xem xem ngươi trốn đến bao giờ. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó trong Xích Lan tinh thương hà. Mên dấu tiểu huyền giới dưới một dòng suối, quay trở lại phòng hồi phục thương thế. Không cần lo lắng, ta bế quan là được, có lẽ cần một thời gian. Ngưng thường bước ra ngoài, ta phải mạnh lên. Nếu ta đủ mạnh, có thể kề vai tác chiến với sư đệ, có lẽ đệ ấy sẽ không bị thương. Ta không thể hóa giải khí kình của lạc hải. Khí kình là chết, người là sống, chắc chắn có thể hóa giải được số khí kình này, chỉ là không tìm thấy cách đúng đắn mà thôi. Thánh nguyên không được, Vậy dùng không gian chi lực thử xem. Cầm cố được rồi. Có hy vọng. Sức mạnh không gian đúng là có thể loại trừ khí kình trong cơ thể, chỉ là như vậy hiệu quả quá thấp. Bị tàn dư tấn công của lạc hải kích xạ cả vạn đạo khí kình, không mất một khoảng thời gian dài thì không thể loại trừ hết được. Thử dùng bất diệt ngũ hành kiếm khí xem. Thôi động bất diệt ngũ hành kiếm khí trong cơ thể, lấy ra chủ sát kim hỏa hai loại kiếm khí, có lẽ có thể hóa giải khí kình của lạc hải không ngờ bất diệt ngũ hành kiếm khí lại có kỳ hiệu trong chuyện hóa giải khí kình của lạc hải như vậy có lẽ vì cùng là kiếm khí vừa đúng có thể khắc chế thử vừa trừ khử khí kình vừa tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm xem ba tháng sau cuối cùng cũng loại bỏ được hết rồi bất diệt ngũ hành kiếm khí cũng nhờ đó mà uy lực tăng lên không ít xem ra trừ thái dương chân tinh ra những thứ khác phải tìm một số vật thay thế mới được ngũ hành trí bảo tiêu hao quá nghiêm trọng rồi ai cũng không biết tỷ ấy bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi. Cảnh chuyển tới xích lan tinh băng tuyệt đảo. Cốc chủ, động tĩnh gần đây của hỏa diệu tông có chút kỳ lạ, mức độ chèn ép băng tâm cốc chúng ta đã yếu đi rất nhiều. Rất nhiều đệ tử xuất động, như đang tìm một ai đó. Chỗ ta có hình ảnh của hắn, mời cốc chủ xem. Ngoài cái này ra, các đệ tử còn nghe ngóng được tình báo gì chính xác nữa không? Lão thân nghe nói, Lạc Hải đã đến hỏa diệu tông. Lạc Hải hắn không tọa chấn ở thúy vi tinh chạy đến xích lan tinh làm gì lúc này hắn đến hỏa diệu tông lạc hải đại nhân và xích hỏa của hỏa diệu tông khá thân thiết không đến nỗi hắn đúng là có quan hệ với xích hỏa nhưng cũng không đến nỗi vì đối phó với băng tâm cốc chúng ta mà đặc biệt từ thúy vi tinh chạy qua đây xích hỏa không có mặt mũi lớn như vậy hỏa diệu tông tìm người này là vì chuyện gần đây thậm chí không tiếc tạm hoãn chèn ép chúng ta liệu có phải là lạc hải đại nhân bảo hỏa diệu tông giúp đỡ tìm tung tích người đó nếu thật sự như vậy, vậy chúng ta phải tìm được tung tích người đó trước Hỏa Diệu Tông. Chỉ cần tìm được hắn, giao cho Lạc Hải đại nhân, vậy nguy cơ trước mắt của Băng Tâm cốc ta đã được giải trừ rồi. Đợi khi Thái thượng trưởng lão hoàn toàn khôi phục, Hỏa Diệu Tông chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa. Nhắc đến, mấy năm trước, bổn tông Thái thượng trưởng lão luyện công xảy ra sai sót, hiện giờ chưa thể hồi phục, sai người tìm kiếm mấy loại thuốc tốt đã có manh mối gì chưa? Những tài liệu khác đều đã tốn rất nhiều tiền của để mua rồi chỉ duy nhất cây bảo xích huyền sâm thực sự quá khó có lẽ chỉ có càn lôi sơn của hỏa diệu tông mới có càn lôi sơn nơi đó là cấm địa của hỏa diệu tông bản thân hỏa diệu tông những người có tư cách vào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói gì đến chúng ta lệnh cho người tìm kỹ nữa đi bất luận phải trả giá thế nào cũng phải tìm được bổn cung rất để ý một chuyện đệ tử đó của đại trưởng lão hiện giờ tình hình thế nào cô ấy rất giỏi hiện giờ đã là tu vi phản hư tầng một rồi. Tư chất khá tốt, ta nghe nói đồ đệ đó có thể chất đặc biệt băng tinh ngọc thể. Là thật hay giả? Không sai, thể chất của cô ấy đúng là băng tinh ngọc thể. Cho nên sau khi tu luyện bí thuật của băng tâm cốc, tu vi mới tăng nhanh như vậy. Không giấu gì cốc chủ, cô ấy hiện giờ không những là phản hư tầng 1, hơn nữa đang chuẩn bị xung kích tầng 2 rồi. Xem ra cô ấy về sau rất có khả năng đạt được thành tựu như thái thượng trưởng lão, tương lai của băng tâm cốc chúng ta có lẽ phải giao vào tay cô ấy rồi. Ngươi phải cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu về tu luyện cho cô ấy. Vâng. Đại trưởng lão, ta nghe nói hỏa diệu tông lần này đâu đâu cũng nhằm vào băng tâm cốc ta, chính là vì đệ tử đó của cô. Đúng vậy, nghe nói con trai hỏa diệu tông tông chủ phong vệ ra ngoài gặp nha đầu đó, sau khi quay về thì sợ hãi đưa hộ vệ đến băng tâm cốc ta đòi người. Trông cũng đúng là tuyệt đỉnh nhan sắc, lẽ nào tên khốn nạn phong vệ đã thương nhớ không quên nổi cô ấy ha ha ha, lão thân nên đi rồi, hôm nay là ngày lên lớp giải đáp một tháng một lần, ta phải về sớm chút. Cô ta vừa trở về, tô nhan đã tới gõ cửa. Đệ tử đến thỉnh an sư tôn, vào đi, sư tôn. Nhìn bộ dạng ngươi, băng ngọc công lại có tiến triển, không ủng vi sư bồi đáp cho ngươi, thậm chí không tiếc phá lệ truyền cho ngươi thần công này. Sư tôn yêu ái, đệ tử không dám sơ xuất. Rất tốt, ngồi đi. Gần đây tu luyện có chỗ nào khó không? Ngươi biết người này? Không biết. Sự tôn trong phòng trước giờ sơ sài, trừ ghế ra thì không có vật gì khác. Hôm nay tự nhiên nhìn thấy một bức họa nam nhân, cho nên đệ tử có hơi thấy lạ. Ồ, người trên bức họa này ta cũng chưa từng gặp, chỉ có điều khoảng thời gian gần đây hỏa diệu tông đang tìm người này. Cốc chủ hạ lệnh bảo các đệ tử ra ngoài tìm kiếm, hắn có thể là nhân vật then chốt hóa giải nguy cơ của băng tâm cốc ta. Hóa ra là vậy. Ngoài băng tuyệt đảo, không biết thanh nhã có biết gì đó không? Chuyện của Dương Khai không tiện nói với người khác, đành phải tìm cô ấy thương lượng vậy. Tô Nhan, tiếp lệnh của trưởng lão hội, ta theo các đồng môn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mệnh lệnh hạ rất đột xuất, không thể tạm biệt cô, nếu cô đến đây tìm ta, chắc chắn nhìn thấy lá thư này. Nhiệm vụ lần này là tìm một người, mà người này lại là Dương Khai hắn đến Xích Lan Tinh rồi, chỉ có điều không biết vì sao, Hỏa Diệu Tông đang tìm hắn, Băng Tâm Cốc cũng đang tìm hắn. Cô nhớ lấy, đừng khinh cử nhất động tất cả đều đợi ta quay về rồi nói. Thanh nhã, Dương Khai thật sự đến rồi. Tô Nhan nhớ tới mên lại bị thổ huyết. Ba tháng sau trong tiểu huyền giới, Lăng Huynh, vùng thiên địa nhỏ này đang mở rộng, là ta nhìn nhầm sao. Không nhìn nhầm, thật sự là đang mở rộng. Giờ thì hay rồi. Không phải ở cùng một chỗ với lũ người trường uyên đó nữa, bổn tọa thực sự chịu đủ ma khí trên người bọn chúng rồi. Các ngươi nghĩ bổn tôn muốn ở cùng chỗ với các ngươi yêu khí trên người các ngươi cũng chẳng ra sao chỉ là nơi này sao lại mở rộng như vậy liệu không phải có biến cỗ gì xảy ra chứ có lẽ có liên quan đến tông chủ các vị không cần lo lắng có liên quan đến dương khai dương huynh có thể nói rõ ra không tu vi của tông chủ càng cao tạo chỉ về không gian chi lực càng thâm sâu thiên địa này sẽ mở rộng nói như vậy đây là trò dương khai làm hắn đến đây rồi có lẽ vậy ấy Bên kia hình như có một quần thể kiến trúc, không biết nơi này to đến cỡ nào, nếu đủ to, bổn tọa cả đời này sẽ không ra ngoài, cũng tâm cam tình nguyện. Xem ra, thiên địa linh khí mới xuất hiện lại càng dồi dào hơn rồi, nếu Dương Khai về sau lại mở ra một thiên địa mới, có lẽ tốt hơn cả nơi đây chứ. Ngươi nói ngươi muốn ra ngoài trải nghiệm, sao lại đột nhiên như vậy? Hiện giờ là bước quan trọng để ngươi xung kích phản hư tầng 2, lúc này chạy ra ngoài thì không hay đâu ngụ nhỡ ra ngoài gặp người của hỏa diệu tông thì không hay, ngươi cũng biết vệ phong tên khốn đó cứ nhớ đến ngươi mãi. hỏa diệu tông cũng lấy đây làm cớ để nhắm vào băng tâm cốc chúng ta, bắt chúng ta phải giao nộp ngươi. đệ tử rõ, chính vì vậy đệ tử mới muốn ra ngoài trải nghiệm, có lẽ đi lại ở bên ngoài một khoảng thời gian, tu vi của đệ tử sẽ có tinh tiến. Ừm, đúng là không phải không có khả năng này, không đúng. ngươi luyện công xảy ra vấn đề rồi, là cái gì khiến ngọc khiết băng tâm của ngươi phủ bụi? Tại sao tu vi của ngươi lại giảm xuống? Ngươi chịu sự phản phệ của công pháp, ngươi động tình rồi, kẻ nào có thể khiến ngươi động tình? Không đúng, ngươi hàng năm ở trong đảo, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nam tử bên ngoài. Tô Nhan, ngươi nói cho vi sư, có phải bức hình ngươi nhìn thấy vài ngày trước có liên quan không? Có phải ngươi biết nam nhân đó? Đệ tử có biết hắn, ngươi và hắn có quan hệ gì? Là chuyện trước khi gặp được sư tôn, hắn là sư đệ ta, cũng là nam nhân của ta ngươi và hắn từng thân thiết ra thịt. Ừm, chuyện này sao ngươi không nói sớm? Sư tôn chưa từng hỏi. Ta không hỏi, nhưng vì ngươi khí tức thuần khiết, sư tôn nghĩ ngươi còn trong. Trắng, nhưng ngươi đã thân thiết ra thịt với nam nhân, tại sao khí tức vẫn không bị cặn bẩn chứ? Lẽ nào là vì thể chất đặc biệt của nó? Ta mà biết chuyện này, tuyệt đối không thể để ngươi tu luyện băng ngọc công. Ngươi biết băng ngọc công, ngươi một khi động tình thì phải chịu sự thôn phệ của công pháp. Tình hình hiện giờ còn nhẹ, nếu tiếp tục như vậy, toàn thân thánh nguyên của ngươi sẽ bay hết, cuối cùng hóa thành phế nhân. Đệ tử không biết. Tô Nhan, giờ còn chưa muộn, ngươi phải giải quyết phiền phức trước, tự đoạn đi tơ tình của mình. Nếu không tu vi của ngươi sẽ ngày càng thấp, cuối cùng sẽ trở thành người bình thường, đến lúc đó không ai cứu được ngươi nữa đâu. Sư tôn thứ tội, đệ tử sẽ không làm như vậy. Ngươi, nếu có thể gặp lại đệ ấy, kể cả đệ tử trở thành người thường, cũng cam tâm tình nguyện sư tôn đệ tử muốn ra ngoài mong sư tôn thành toàn ngu si hoang tưởng khoảng thời gian này ngươi ở trên đảo cho ta đừng hòng bước ra khỏi đảo nửa bước vi sư sẽ nghĩ cách thay ngươi giải quyết khó khăn trước mắt hy vọng ngươi đừng khiến vi sư thất vọng người đâu đưa tô nhan xuống cho ta trông coi cẩn thận cô ta nếu dám rời khỏi nơi ở nửa bước ta hỏi tội các ngươi sư tôn tô sư muội mời sư tôn tô sư muội đừng làm khó bọn ta tiểu tử, đừng để rơi vào tay bổn cung, ta chắc chắn sẽ xác người. Trên băng tuyệt đảo, châu sư tỷ, tỷ nói tô nhan cô ta đã làm gì vậy, lại khiến đại trưởng lão tức giận. Hừ, ta nào có biết chứ, từ khi tiến vào băng tâm cốc, vẫn luôn không coi ai ra gì, đây là do cô ta đáng đời. Dương khai này rốt cuộc là nhân vật thế nào vậy? Vậy mà, bái kiến mấy vị sư tỷ. Vừa rồi nghe thấy mấy vị đang thảo luận một người, các người đã gặp hắn sao? Ngươi là nói là tên này sao? Ta đã gặp qua. Đây là việc mấy năm trước rồi, mấy năm trước khi Đế Uyển mở ra, ta và mấy vị đồng môn từng vào Đế Uyển. Khi đó nếu như không phải hắn ra tay giết chết Khổng Văn Đống, chúng ta sợ là cũng tử thương thảm trọng. Khổng Văn Đống là phản hư cảnh tầng 3, để ấy có thể giết chết Khổng Văn Đống, vậy chẳng phải rất lợi hại sao? Không ngờ rằng, sư đệ lại trở nên lợi hại như vậy. Một năm sau đó, trên một con thuyền đang đánh bắt cá, Vương Thúc, lần này kiếm lớn rồi. Nội đan của Lưu Tình Ngư cực kỳ hiếm thấy, ít nhất cũng có thể bán được 20 vạn thánh tinh. Đem thứ này xử lý một chút, chúng ta khởi hành quay về. Đây là gì vậy? Lẽ nào con cá này có hai viên nội đan? Men đột ngột xuất hiện, khiến cô ta giật bắn người. Đừng kêu, đừng cử động. Ngoan ngoãn hợp tác, nếu không ta sẽ giết chết tất cả mọi người trên thuyền. Ném xuống cho cá ăn. Viên ngọc này vì sao lại ở trong tay cô? đây là nơi nào cô lại là ai bẩm bẩm tiền bối đây là kinh cước hồ ta là người của vương gia viên ngọc này là ta phát hiện trong bụng lưu tinh ngư khi đó ta đem huyền giới châu giấu ở một đáy hồ xem ra là bị lưu tinh ngư đó không cẩn thận ăn mất ừ vậy tinh cầu tu luyện này tên là gì xích lan tinh địa bàn của hứa đinh dương kia vậy có môn phái nào tên thanh vũ môn không có vương gia chúng ta chính là gia tộc phụ thuộc thanh vũ môn thật không ngờ lại trường hợp như vậy, thứ này cho cô. Môn chủ các người đã chết ở huyết ngục, đây là nhẫn không gian của hắn, trước lúc hắn chết có nhờ ta đến xích lan tinh, đưa cho thanh vũ môn báo tin. Đến nay gặp được cô, vậy việc này giao cho cô, cô đem nhẫn không gian này đến thanh vũ môn đi. Môn chủ. Cô tên là gì? Vãn bối vương doanh. Ừm, vương doanh, gần đây trên xích lan tinh có xảy ra việc lớn gì không? Nếu như nói là việc lớn, thật sự có một việc nghe đồn từ một năm trước bắt đầu hỏa diệu tông và băng tâm cốc đều đang tìm một người hình như là một thanh niên 20, 30 tuổi một năm trước vừa hay là ngày ta đến nơi này lẽ nào người cần tìm là ta vì sao băng tâm cốc lại tìm ta câu trả lời của cô ta rất vừa ý thứ này cho cô lạc hải vậy mà vẫn luôn tìm ta bắt buộc phải mau chóng rời khỏi nơi này nhìn dáng vẻ là người của hỏa diệu tông và băng tâm cốc vẫn là mau chạy đi miễn cho mình dính vào Vị phu nhân này, một thánh vương cảnh tầng 2 như cô, Lưu Mỗ khuyên cô ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì hơn. Lưu sư huynh cần gì phải nhiều lời với cô ta, dáng vóc tướng mạo nữ nhân này không tồi, đem ả bắt sống về rồi hưởng thụ một phen cho đã mới được. Bỉ ổi, vô sỉ. Đừng hòng chạy thoát. Hắn tung một hỏa cầu tới thanh nhã. Cô ấy né đi những vẫn bị thương. Không ổn, tiện tì này muốn tự sát, muốn chết. Không dễ dàng vậy đâu, thúc nguyên tố này của lưu mỗ là mời luyện khí đại sư chuyên môn rèn ra bị thúc nguyên tố trói lại cô đừng hòng nghĩ đến tự bạo thánh nguyên nữa bắt sống một người của băng tâm cốc thật không dễ dàng mà dáng vóc cô lại tốt như vậy ha ha cô yên tâm hai huynh đệ ta nhất định sẽ yêu thương cô thanh nhã tự nhảy xuống vách đá tự sát cái gì Mên đã bay tới đón được cô ấy. Ngươi là. May mà vừa rồi ta chưa đi. Tiểu tử, giao người cho ta tha ngươi một mạng vậy xem ngươi có mạng để lấy không sư huynh kẻ này trông rất quen hình như là người chúng ta muốn tìm vừa nói khỏi miệng đã bị men dùng kim huyết ti cắt ngang thủ cấp không phải ta đang nằm mơ chứ thật sự là ngươi sao thanh nhã tiền bối đã lâu không gặp dương khai quả nhiên là ngươi cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi thanh nhã tiền bối tô nhan cô ấy tô nhan rất ổn ngươi không cần lo lắng Sao hắn phát triển nhanh như vậy chứ? Hai người quả nhiên ở cùng nhau, cô ấy hiện giờ ở đâu? Cô ấy bây giờ không ở đây, cô ấy ở Băng Tâm Cốc. Những năm nay Tô Nhan cô ấy rất nhớ ngươi, cô ấy luôn nói với ta, chờ khi cô ấy có năng lực nhất định sẽ quay về tìm ngươi. Ta biết rồi, ta những năm nay cũng đang tìm cô ấy. Đây không phải nơi nói chuyện, rời khỏi đây đã. Năm đó sau khi chia tay với Thiên Nguyệt, bọn ta thông qua hư không thông đạo đến Thúy Vi Tinh. Ở đó tu vi bọn ta không cao, khó mà có được đủ tài nguyên tu luyện. Cho đến khi gặp được băng tâm cốc đại trưởng lão Nhiễm Vân Đình, cô ấy nhìn chúng thể chất của Tô Nhan, nhận làm nội môn đệ tử, còn ta cũng đi cùng. Còn thiên hạo vì băng tâm cốc không nhận nam đệ tử, đại trưởng môn bọn họ sắp xếp hắn vào huyễn thần tông. Hóa ra mọi người thật sự từng đến Thúy Vi Tinh. Năm đó thiên nguyệt đến Thúy Vi Tinh tìm các ngươi, xem ra là bỏ lỡ rồi. Ngươi gặp thiên nguyệt rồi, cô ấy ổn chứ, có ổn hay không, cô tự hỏi cô ấy đi. Mên gọi Thiên Nguyệt ra bên ngoài. Thiên Nguyệt, Tông Chủ, Tô Nhan đâu? Ca ca ta đâu? Bọn họ ổn chứ? Tô Nhan rất tốt, ca ca ngươi hiện giờ cũng không tồi. Hắn ở trong một tông môn tên huyễn thần tông, ngươi không cần lo lắng, ngồi xuống đi đã. Thiên Nguyệt, nói cho ta tình hình của các người mấy năm nay. Hai người họ nói chuyện say xưa tới đêm khuya, chúng ta hình như nói hơi nhiều rồi. Thanh nhã tiền bối nặng lời rồi, ta có thể hiểu được. Hiện giờ tu vi cảnh giới của ngươi vượt qua ta, ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa. Ta và Tô Nhan hiện giờ là quan hệ đồng môn sư tỷ muội, nếu ngươi không chê, gọi một tiếng sư tỷ là được. Đúng rồi, nhắc đến Tô Nhan, trước khi ngươi đi ta để lại một bức thư, nhìn thấy bức thư đó, nhất định biết ngươi đến Xích Lan Tinh. Vậy ta có thể vào Băng Tâm Cốc không? Băng Tâm Cốc trước giờ không cho phép nam nhân bước vào, ngươi chỉ có bạo lộ thân phận bản thân. Khiến người của Băng Tâm Cốc chủ động đón ngươi đến, nếu không ngươi không vào được. Ta chỉ cần để lộ thân phận, họ sẽ chủ động nghênh đón ta. Vì Băng Tâm Cốc cũng đang tìm ngươi, động tĩnh rất lớn, nhìn ra bọn họ đủ coi trọng ngươi. Chuyện này làm phiền Thanh Nhã sư tỷ rồi, sư đệ khách sáo rồi, nhưng ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Ngươi nếu thật sự bước vào Băng Tâm Cốc, sẽ xảy ra chuyện gì, không ai dự đoán được đâu. Không sao, ta chỉ cầu được gặp Tô Nhan thôi. Được, ngươi đã quyết định rồi vậy ta sẽ liên hệ với họ. Không sai, thanh nhã cô lần này tìm người thành công, sau khi xong chuyện sẽ có thưởng cho cô. Tạ thập tam trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử xin hỏi một câu, chúng ta tại sao lại tìm hắn không? Ngươi rất để ý hắn. Hắn từng cứu ta một mạng dưới tay của hỏa diệu tông, coi như ân nhân cứu mạng ta, cho nên. bổn trưởng lão có thể nói cho ngươi, băng tâm cốc sẽ không gây bất lợi cho hắn, điểm này ngươi yên tâm. Ngươi tên là gì? Dương Khai ngươi không phải người của xích lan tinh đúng không không phải ta từ thúy vi tinh đến ngươi đã biết hỏa diệu tông và băng tâm cốc đang tìm ngươi sao lại chủ động yêu cầu đến băng tâm cốc ta có chút mâu thuẫn với người của hỏa diệu tông đương nhiên đành phải lựa chọn băng tâm cốc để cầu bảo vệ rồi lựa chọn của ngươi rất chính xác hiện giờ cũng chỉ có băng tâm cốc có thể bảo vệ ngươi ngươi nghỉ ngơi đi trời sáng ta sẽ đích thân đến hộ tống ngươi đạ tạ cuối cùng cuối cùng cũng được gặp tô nhan rồi ngày hôm sau bọn họ đang di chuyển về phía băng tông nam nhân này có gì đặc biệt khiến chúng ta tìm cả một năm cả nghìn đồng môn chết thảm ở ngoài thanh nhã sư tỷ họ hình như rất không muốn gặp ta bình thường thôi người băng tâm cốc bọn ta đều khá ghét nam nhân ồ được rồi ba ngày sau đó địch đột kích một tiếng nổ vang lên đã có người tập kích bọn họ đám người của hỏa diệu tông đã chặn bọn họ lại mau mở hộ thân thánh nguyên bảo vệ xung quanh. Rõ ràng hành sự rất âm thầm, tại sao hỏa diệu tông biết hành tung của bọn ta? Du tuyết tinh, cô không ngờ đúng không, lão phu lại chờ cô ở đây. Nghiêm xích lôi, khương hy. Kha kha, không ngờ danh lão phu đến thập tam trưởng lão của băng tâm cốc cũng nghe nói đến, lão phu cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Khương hy, băng tâm cốc ta với ngươi không thủ không oán, sao ngươi lại phải nhúng tay vào đây? Không thủ không oán, thập tam trưởng lão nói dối không chớp mắt sao. Sự sỉ nhục 20 năm trước, Khương Mũ còn chưa quên đâu. Muốn nói thủ oán, cô nên đi hỏi ngũ trưởng lão của cô. Lời đồn là thật sao? Cái gì là thật? Nghe nói 20 năm trước kẻ này đã từng muốn ngũ trưởng lão của băng tâm cốc bọn ta làm vợ hắn, rồi bị ngũ trưởng lão cự tuyệt. Không những vậy, ngũ trưởng lão còn đánh hắn trọng thương, chỉ là bọn ta đều nghĩ đó chỉ là lời đồn mà thôi. Dựa vào hắn. Cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ồ, hóa ra là ngươi. Mục đích của ngươi là cái này à, để nghiêm mỗ bắt gặp rồi, chắc chắn ngươi sẽ không thành công. Ngươi ra đó làm gì, còn không mau đi. Bất luận thế nào, cũng phải đưa tiểu tử này về băng tuyệt đảo. Nghe nói đại danh thập tam trưởng lão từ lâu, nghiêm mỗ đến chơi với cô. Hy vọng cô sẽ không làm ta thất vọng. Khương huynh những kẻ khác sống hay chết huynh nhìn mà làm, nhưng tiểu tử đó phải bắt sống. Kha kha có câu nói này của ngươi là lão phu yên tâm rồi. Không ổn, là nhân diệt độc vụ của Khương Hy. Mau, đưa tiểu tử này ra khỏi đây. Mau, đưa tiểu tử này ra ngoài, đi theo bọn ta. Độc vụ này hình như rất ghê gớm, ta đi mọi người sẽ bị chơi chết đấy. Sao lắm lời vậy, bảo ngươi đi thì ngươi đi, kẻ này phản hư tầng 3 đỉnh phong. Trên xích lan tinh, hắn là một trong những người có hy vọng tấn thăng hư vương cảnh. Hư hư đừng ai hỏng đi. Lên, bắt sống tiện tỳ này cho lão phu, lão phu phải dạy cho chúng biết làm người không được hỗn láo. Ngươi mau đi, nhớ cái chết của bọn ta đều là do người hại, nếu ngươi hại bọn ta chết ủng kể cả đến âm tào địa phủ bọn ta cũng không tha cho ngươi. Nói nặng lời như vậy làm gì, giết lão ta không phải là xong sao, mau quay lại, muốn đi chết sao. Thú vị, đáng tiếc nghiêm trưởng lão nói không được hại đến tính mạng hắn, chỉ có thể bắt sống đúng là phiền phức hỏng rồi tiểu tử này có lợi cho hỏa diệu tông giao cho các người đấy a à, tình hình không ổn rồi kha kha biết thì cũng muộn rồi phía sau đã vang lên những tiếng hét ừ chẳng ra sao ta nói là các ngươi không ổn rồi chẳng ra sao sao lại như vậy chuyện gì vậy không phải chứ lão già chuẩn bị chịu chết chưa ăn nói ngông cuồng Người của Hỏa Diệu Tông chỉ còn lại hai người. "Đợi đã, cỗ năng lượng này, chuyện gì vậy chứ? Chỉ ngươi biết dùng thế chắc." "Ra đây đi, Hỏa Điểu bay tới phun lửa cho bọn chúng thành hỏa luôn. Ta phải giết chết ngươi." Lão ta lôi bí bảo ra truyền thánh nguyên lên. Từ bên trong bí bảo của hắn một con mãng xà xuất hiện. "Không ổn, mau giúp đỡ, chịu chết đi." Lão ta vừa lao tới, mên đã phóng kim huyết ti ra. Lão ta vội vàng né đi, nhưng người của băng tông đã công kích tới. Nguy! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đã chết chưa? Đám tiện tỳ của băng tâm cốc, các ngươi cứ đợi đấy cho lão phu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lão phu giết lên băng tuyệt đảo, đem các ngươi giày vò đến chết. Mau đuổi theo, hắn muốn bỏ trốn. Mên đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Sao ngươi lại? Là ngươi đã ép ta, liều với ngươi, muốn chết. Mên tặng cho ông ta một đấm lệch mặt. Sau đó là dùng không gian chi nhận, chém liên tiếp lên cơ thể lão ta. Tốt, giết đẹp lắm. Vị sư huynh này, mong huynh hãy ra tay giúp thập tam trưởng lão một tay, không thành vấn đề. Giết chết hắn. Tiểu tử, ta chính là hỏa diệu tông trưởng lão, ngươi dám ra tay đối phó ta, ngươi chết chắc rồi. Hiện giờ dừng tay vẫn còn kịp, nếu không cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, hỏa diệu tông cũng sẽ không tha cho ngươi tiểu huynh đệ đừng sợ băng tâm cốc ta cũng không phải làm bằng bùn đất tự nhiên sẽ bảo vệ cậu chu toàn xin hãy giúp ta giết chết tặc tử này đương nhiên phải giết đúng rồi quên mất nói cho ngươi người của hỏa diệu tông ta cũng không phải mới giết lần đầu lúc trước ở trong đế uyển còn từng giết một tên gọi là khổng văn đống khoảng thời gian trước ở huyết ngục cũng giết một tên là trương kình đều là người của hỏa diệu tông các ngươi nhỉ cái gì ta vẫn luôn chẳng có hảo cảm gì với hỏa diệu tông các người hết cho nên Đi chết đi, mên dùng thần hồn công kích, lão ta hét lên, thần hồn bị. Cơ hội tốt, đóng băng đi, hỏa điểu cũng bay tới. Sơi luôn càn lôi hỏa của hắn ngon lành, xử xong. Cảm ơn, không cần, ta cũng chỉ vì tự bảo vệ chính mình thôi. Thập tam trưởng lão, chúng ta lần này vì sao phải tìm hắn? Nguyên nhân cụ thể ta cũng chưa rõ, chỉ là người của hỏa diệu tông đang tìm, cho nên băng tâm cốc chúng ta không thể để chúng đạt được. Việc này các ngươi không cần quản. Hoặc là bản thân hắn biết được chút gì đó. Lên đường thôi, sắp đến băng tuyệt đảo rồi. Dạ. Lúc này ở băng tuyệt đảo trong căn phòng của Tô Nhan. Là hơi thở của Dương Khai. Hắn đến rồi.